Kính chào toàn thể quý bà con, kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng tôi hiện nay đang có mặt trên cánh đồng của Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đang đi tiến hành kiểm tra đồng ruộng cho bà con. Kính chào bà con, kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện nay thì trên đồng ruộng đang có một dịch sâu cuốn lá và đã ôn lá. Bà con chúng ta cần tiến hành thăm đồng nhanh và khẩn trương để là chúng ta phòng trừ kịp thời. Hiện nay lúa của bà con ở Vĩnh Thạnh hiện nay thì nó đang rơi vào tầm khoảng là 30 đến 35 ngày. Đây là cái giai đoạn mà bà con chúng ta vừa mới rước phân xong. Thì cái giai đoạn này thông thường thì cây lúa rất hay bị là đạo ôn và sâu cuốn lá. Hiện nay thì một số trà lúa của bà con ở Vĩnh Thạnh thì đang có dịch sâu cuốn lá khá là nặng và đặc biệt là đạo ôn lá. Mời bà con và quý vị chúng ta cùng xem. Đây chúng tôi cho quý vị và bà con chúng ta xem. Do cái thời tiết hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long là xin thưa bà con và các bạn là tình hạn là mưa nắng thất thường, do vậy là đạo ôn rất là phát triển. Ngoài ra thì bà con chúng ta cũng cần phải lưu ý, chúng ta phải đi phân nó hợp lý. Đây như cái khóm lúa này đã xảy ra tình trạng gần như sụp mặt rồi. Đây bà con, cho bà con và các bạn chúng ta xem. Đây là trường hợp này như thế này là dư phân đây bà con. Đây. Đạo ôn như thế này là khá là nặng rồi. Xin thưa bà con và các bạn. Nó muốn sụp mặt luôn rồi. Đây, vết đạo ôn vẫn còn đang phát triển nha, xin thưa mấy các bạn. Đó. Anh chỉ dàn đây cái khu vực này nè, đạo ôn hơi bị nặng này, anh nhìn thấy chưa? Này, nó muốn sụp mặt luôn rồi. Đây thấy anh thấy không? Đây là đạo ôn như thế này là sụp mặt luôn rồi. Sao nó màu quá rồi. Ôi giống 3 ngày sau anh em nói với anh ấy. Cái này là anh giải phân hơi nhiều. Hơi dư đạm mấy cái này nè. Đúng không? Cái này là anh bồi. Cái này mấy trong này vàng vàng nó đỡ nè. Rồi. Mấy cái góc này là chắc là đây là chỗ này là anh dặm này, lúa anh dặm thêm. Lúa dặm rồi. Dặm thì bắt đầu anh sợ nó ấy này anh. Này, nhìn thấy chưa? Lúa cái này cái đầu tôi giải phân hơi dư nè. Cái này là vết bệnh vẫn chưa khô nghe anh. Rồi, chút xíu này chảy nước vô. Cái này anh phải đưa nước vào nhá. Nếu không đưa nước là không êm đâu. Này muốn sụp luôn này này. Ngày 3 4 ngày sau mà anh không qua thăm ruộng đồng sen nhá. Xịt khô không ngon sao? Đúng rồi. Xịt thuốc là phải có nước. Này, này bà con lưu ý này, phải thăm ruộng thường xuyên này. Thời kỳ này đang đạo ôn. Mấy này có mấy ngày thôi mà nó bùng phát như thế này đúng không? Bữa này nó mấy ngày đâu. Cái chỗ này là anh chắc là anh thấy lúa nó thưa, anh dặm dặm thêm tí phân. Đó. Đó, nhìn cái những cái khuôn này là nhìn thấy rõ, cái khuôn này là anh dặm dặm phân là dính đạo ôn là hơi nặng. Sụp mặt hết rồi. Sụp mặt hơi nặng. Nặng. Hả? Lại hết không? Hết, đây cái lá non này anh xem, cái lá non này thì nó lên rồi. Với lúa này của anh vẫn còn ấy được, mà anh để nó lớn thêm một thời gian nữa là bị lá là nguy hiểm. Này, anh nhìn thấy không? Vết đạo ôn này. À nha, kính chào bà con, kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng tôi đang kiểm tra cánh đồng. Đây tỷ lệ đạo ôn rất là nặng. Xin thưa bà con và các bạn. Đây cho bà con và các bạn xem. Này, tỷ lệ đạo ôn là muốn sụp mặt ruộng luôn rồi. Đây sụp hết mặt lá rồi anh em bà con. Đây, cho bà con các bạn chúng ta xem. Này, đó. Đây tôi đang lội ra ngoài ruộng luôn rồi. Đó, bà con chúng ta cần thăm đồng khẩn trương nha bà con. Này. Bà con chúng ta xem, cần thăm đồng nhanh khẩn trương để có những cái giải pháp kịp thời. Hiện nay là như tình trạng như đạo ôn như ở đây, thế bà con cho bà con chúng ta cận cảnh xem. Đây. Nào, đạo ôn lá. Xin kính chào toàn thể quý bà con nông dân. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem chương trình. Kính thưa quý bà con, kính thưa quý vị và các bạn. Thì thời gian vừa qua theo sự phản ánh của nhiều bà con nông dân cùng với lại là đội cán bộ kỹ thuật của công ty đã trực tiếp thăm đồng cho bà con. Thì do cái tình hình bất lợi của thời tiết hiện nay bà con đã thấy, đặc biệt là bà con chúng ta làm ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long, thì hiện nay cái vụ thu đông của bà con đang bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết mưa nắng thất thường. Hiện nay thì đồng bằng sông Cửu Long bà con chúng ta đang vào mùa mưa rồi, do vậy bà con chúng ta đang chịu ảnh hưởng bởi cái thời tiết bất lợi. Chính vì cái thời tiết bất lợi thì một số các cái dịch bệnh hiện nay đang xuất hiện trên cánh đồng, và có nhiều bà con phản ánh lên chương trình và chúng tôi đã đi thăm ruộng trực tiếp cho bà con. Đó chính là cái đạo ôn lá ở cái trà lúa mà từ 35 đến 40 ngày tuổi.
thì đây là cái trà lúa mà bà con chúng ta cần phải thăm đồng thường xuyên, bởi vì do cái bất lợi của thời tiết, cái đạo ôn nó phát triển rất là nhanh, chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày thôi thì bà con chúng ta sẽ bị đạo ôn nó tấn công rất nhiều. Một điều rất đơn giản thôi, vì đây là cái thời gian mà sau khi thời gian bà con chúng ta dứt phần đẻ nhánh, thì đến cái giai đoạn này là xin thưa với bà con, cộng với cái thời tiết nó bất lợi thì cái đạo ôn nó phát triển, đặc biệt một số các cái giống lúa, ví dụ như OM4218, ví dụ một số các cái giống lúa mà nó hình nhiễm đạo ôn thì bà con chúng ta cần phải quan tâm. Hôm nay chúng tôi mang đến cho bà con chúng ta cái giải pháp làm sao bà con chúng ta trị cái đạo ôn và phòng chống cái đạo ôn nó hợp lý và nó hạn chế tối đa ảnh hưởng và sử dụng và giảm bớt cái chi phí cho bà con. Đó là bà con ngay từ cái giai đoạn mà bà con chúng ta rước phần để nhánh, bà con chúng ta nên là căn cứ theo đồng ruộng, căn cứ theo thực tế, căn cứ theo thời tiết và cho nó hạn chế bón phần ure để tránh cái bộ lá nó phát triển quá mức, nó dư phân thì đạo ôn nó sẽ tấn công rất là mạnh. Đấy là cái biện pháp mà chúng ta phòng ngừa. Ngoài ra thì bà con cũng ngay từ giai đoạn đầu, bà con như nhiều chuyên đề đã gửi đến bà con chúng ta cần nên hạn chế xả dày và xả đồng loạt và một số những cái giống mà nó không ít nhiễm đạo ôn. Về biện pháp trị thì hôm nay giới thiệu với bà con, nếu lúa bà con chúng ta trong cái giai đoạn mà trước khi trổ và để phòng ngừa đạo ôn nhanh thì giới thiệu với bà con một cái sản phẩm. Đây chính là cái sản phẩm mà đặc trị cái đạo ôn. Sản phẩm này được cung ứng bởi công ty cổ phần Nicotech với cái thành phần hoạt chất là isoprothioran, tức là 40%, tức là 40 EC. Sản phẩm này để làm gì? Thì sản phẩm này là sản phẩm mà chúng ta để với cái tác dụng của cái sản phẩm là nó loại trừ các cái nấm bệnh và đặc biệt là cái bệnh đạo ôn như hay là đạo ôn của bông. Tuy nhiên thì thành phần hoạt chất là isopropyl này á thì bà con lưu ý là cái này là nó tương đối nóng. Do vậy bà con chúng ta sử dụng chúng ta cần lưu ý khi chúng ta sử dụng, đặc biệt là cái giai đoạn mà lúa trổ thì bà con chúng ta cần hạn chế sử dụng. Liều lượng sử dụng thì bà con thấy đây ghi rất rõ là đạo ôn cháy lá, cháy bìa lá, đạo ôn trên lá. Bà con chúng ta sử dụng pha từ 35 đến 40 ml cho một bình 16 lít, tức là pha từ 70 đến 75 cho một bình 25 lít. Đối với bệnh đạo ôn do cái tính thời tiết bất lợi, do cái tính thường thường chúng ta đi phân không cân đối và đặc biệt là cái giai đoạn mà 35-40 ngày sau khi các bà con chúng ta rước phân để nhánh thì thường thường là đạo ôn nó tấn công rất là mạnh. Để tránh cái tình trạng mà bị sụp mặt thì bà con chúng ta cần phải xử lý ngay khi bà con chúng ta phát hiện đạo ôn trên đồng ruộng. Bà con chúng ta đưa nước vào và bà con chúng ta khẩn trương ra hệ thống phân phối trên toàn quốc, chúng ta mua thuốc và chúng ta sử dụng. Khi phun thì bà con chúng ta nên là đối với cái giai đoạn này chúng ta nên sử dụng phối hợp chung với một số các cái dòng, ví dụ như cái dòng đặc trị vi khuẩn với cái thành phần hoạt chất là bismuthiazone, thì đối với giai đoạn này bà con nên là sử dụng cả hai cái sản phẩm này cùng một lúc để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Hôm nay thì chúng tôi giới thiệu với bà con một cái sản phẩm, bởi vì trong thời gian vừa qua là bà con chúng ta phản ánh về công ty và cán bộ kỹ thuật của công ty đang kiểm tra đồng ruộng thì thấy cái tình trạng đạo ôn khá là phổ biến và đặc biệt là cái đạo ôn lá. Một chai như thế này bà con chúng ta sử dụng cho 5 công. Bà con liên hệ mua thuốc thì liên hệ với tất cả các cái hệ thống đại lý bảo vệ thực vật trên toàn quốc. Bà con cần tư vấn về khoa học kỹ thuật hay là cần sử dụng thuốc và cần dập dịch nhanh thì bà con gọi ngay cho đội máy bay của công ty cổ phần Nicotech. Một ngày chúng tôi có thể phục vụ từ 18 đến 20 hectare. Trước đây thì bà con đã xem nhiều, chúng tôi giới thiệu cái sản phẩm, đây cũng là một dòng sản phẩm với hoạt chất là Cicicrazone. Đây là cái sản phẩm cũng đặc trị đạo ôn. Tuy nhiên thì hôm nay tại sao lại chúng tôi lại giới thiệu cái sản phẩm này?
Đối với cái sản phẩm này thì xin thưa bà con và các bạn, sản phẩm này với cái thành phần hoạt chất Sugarone nó rất là mát, và chúng ta xịt ngừa trong các cái giai đoạn như là chỗ lẹt xẹt, chỗ và khi nó cúi đều thì nó không ảnh hưởng, ít ảnh hưởng đến cái bông. Còn đối với giai đoạn là ôn lá thì chúng tôi nên khuyến cáo bà con chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm với cái thành phần hoạt chất là isoprothiran, bởi vì cái thành phần hoạt chất này nó làm khô cái vết bận nhanh tức thời. Bà con liên hệ mua thuốc hoặc cần tư vấn kỹ thuật, bà con liên hệ với tất cả các cái hệ thống bảo vệ tư vấn bảo vệ thực vật trên toàn quốc. Bà con có nhu cầu sử dụng máy bay phun thuốc dập dịch nhanh trên một cánh đồng của mình, bà con có thể liên hệ ngay đội bay của công ty cổ phần Nicotech, hoặc bà con vào trong các cái website Nicotech Play trên các cái fanpage, trên các cái Facebook, hoặc trên kênh YouTube của kỹ sư Tạ Vĩnh Sơn, bà con có thể là truy cập ở đó để tìm hiểu và tham khảo các cái kỹ thuật canh tác cũng như kỹ thuật phòng trừ, giới thiệu những cái sản phẩm hữu hiệu cho bà con chúng ta để chúng ta sử dụng. Thay mặt công ty cổ phần Nicotech, xin chân thành cảm ơn bà con.